Huy các ủng hộ bạn và an tâm. Trong buổi họp báo ngày hôm nay. Họp báo. Nhiều. Ai còn cái điện thoại không? Rồi ạ. Chụp được không? Về bàn cuối đây. Linh. Ok, Linh đâu? Linh đâu, Linh đâu? Ok, không uống rượu, uống coca. Đó gì? Mọi người ơi, trật tự nào? Mọi người ơi, trật tự nào? À đây. Tuấn đây. Tập trung vào nào? Ok. Ok rồi, tài nguyên là môi trường. Tiếp tục đi. Mọi người ơi, tập trung một tí nào. Nhân văn, sao nhân văn đúng không? Anh gần đấy. Mời tên đi bạn. Hân, bạn tên Hân rồi. Hân đi. Rồi tiếp tục nhân bạn. Chờ tự nhá. Nhân văn à? Tiếp tục đi. Toàn dân nhân văn này chứ rồi. Thanh. Bạn học gì nhỉ? Đại học Kinh tế Quốc gia mà. Toàn người à? Ok. Gia đình đấy. Có vợ con thì chưa bạn? Đâu rồi, còn Amin Tuận đâu? Nam ơi, nhân từ nào? Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm nay bạn đã thi quốc gia nhưng mà thiếu mấy điểm? Thiếu nửa điểm. Được đấy, Tuấn đây. Thế cậu Tuấn đây. Bảo Huy là tí tuyên truyền. Ai nhở? Gì ai đây? Áo xanh tên gì nhở? Chưa đến nay vẫn có một cái tên là thầy áo và mày đau ở trường. Các đảng giao thông vận chuyển. Vận chuyển. Ok. Tôi cảm ơn, Rồi tiếp tục ai đây, bạn nào đây? Diệu đây. Hello. Rồi hello. Ok. Linh đâu? Qua nữa, uống đi. Hà Nội năm. Ok, từ tí thay. Con đi phải chết. Con không cần tự giới thiệu, biết đây là người yêu bạn. Ai ở bên đấy tao biết đâu. Tao bảo là thì ai biết được bạn được giới thiệu tiêm. Mọi người cứ từ từ nào. Bạn ơi, đứng dậy. Kiều. Ok. Kiều. Ok, rồi. Vợ tớ ở Hà Nội 6. Này. Bạn ấy xong rồi bây giờ ấn rừng đúng không? Ấn rừng.